Ngoại cho con biết tên của Nguyễn ngoại ha. Thị Nam hay 85 tuổi. À, Ồ, nhưng bà Nguyễn Thị sao? Nam. Nguyễn Thị Nam là Nguyễn nem, Thị Nam. à, nem là giống Năm kiểu là năm năm Nguyễn năm Thị năm à, năm 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 à, năm năm Ồ, bởi vậy cho nên là tiếng miền ngoài là nem ha, năm có nghĩa là năm nem. Dạ năm rồi, vậy thì hôm nay là cô Năm là kết nối là để kiếm ai bà Năm, ngoại Năm. thì thưa tướng quỹ với cộng đồng giúp đỡ giùm bà Nguyễn Thị Nam nên Chị là bốn con có bốn. 4 đứa con, là một đứa là một chuyến sao Lam, một đứa là chuyến sao Bể, một đứa là chuyến bể chiến Là sao sao chiến con bị sao chiến sao 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 nó mốt bị sao chiến rồi rồi một đứa bể mốt rồi đại khái chỗ à. đấy thì con hỏi chi tiết nè. Rồi khi bà ngoại trình bày thì là chị tạm thời khoan hẳn nói gì đó, nó chồng tiếng lên nhau rồi không có nghe được nha chị nha. Rồi khi nào cần Dạ. thêm thì vị sẽ hỏi thêm chị nha. Rồi Dạ. rồi vậy thì ngoại cho con biết á, là ngoại tìm bốn người con hay là bốn người quan hệ như thế nào Bốn với bà ngoại? người con, bốn người con. Dạ rồi rồi thất lạc nhau trong trường hợp như thế nào? Thất lạc đó là anh em bé hai. Cái anh em cho cái tháng thì không nhớ, cái ngày không nhớ. Dạ rồi Bị hai thất lạc nhau trong trường hợp như thế nào ngoại kể con trường nghe. hợp là chiến tranh, rồi là người ta trễ hết rồi, mình có con nhỏ rồi là không có trễ được, rồi ở lại thời gian đó, rồi là mấy bè nó đi 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 giả gạo, đi giả gạo cho bộ đội đấy, rồi là mấy bè nó càng lên nó là nó xúc đi xuống Con Tâm. Rồi là Con Tâm là mấy ngày người ta đi đưa xuống Gia Lai. Vậy á. Cho ở đây thời gian. Dạ, bà kể tiếp đi rồi sao, sao nữa? Rồi thất lạc nhau ra làm sao? Thất lạc là giờ bỏ chứ làm sao. Có nghĩa đó, thất lạc nhau trong trường hợp là máy bay nó chở đi là mỗi người một nơi Nó hay chở là thất bà lạc ngoại nhau đi, ra sao? nó chở bà ngoại đi, bỏ mấy 4 đứa con ở trong núi á. Ồ. Vậy rồi lúc đó sao ngoại không có la làng lên nói con tôi chưa có lên? Châu cha người ta đông lắm, bao Vậy nhiêu là người chứ mình vậy là có nghĩa là thất lạc nhau ở một cái điểm tập trung nào đó, rồi rồi mẹ thì lên được máy bay còn con thì không lên được, đại khái là như vậy hả? còn ở nhà, ở nhà cho mà ở trong núi á chứ không phải ở ngoài nhà đâu. Dạ nhưng mà lúc đó đúng ra là mẹ đâu con ở đó chứ sao mẹ leo lên máy bay mà để con. Thì máy bay đi làm đấy, đi giả gạo đấy, rồi máy bay nó càng nó sốc, con nó ở nhà mà ở trong núi Vậy là con ở nhà còn mẹ thì đấy. được được máy bay À, đi chở làm, đi. Mẹ đi làm rồi đi mẹ lên máy làm bay, mẹ cha. đi luôn. Rồi máy bay nó hốt bà ngoại từ ở đâu, nó chuyển về ở đâu? Về Con Tâm Nó hốt từ Gia Lai nó đưa về Kon Tum hả? ở Tân Cảnh cha, ở Tân Cảnh về Con Tâm, Tân Cảnh là thuộc tỉnh nào? tỉnh Con Tâm mà huyện Đắc Tô, Tức là ở cùng trong tỉnh nhưng mà ở khác huyện nhau. khác huyện khác thôn. Vậy rồi sau đó sao ngoại không trở về đó để kiếm con ngoại, trở về nhà để kiếm con ngoại? Về rồi người ta lừa đi đâu mất, giờ hỏi người ta còn lại đấy, người ta cũng không biết đi đâu. Tức là khi về đó thì con cũng đã rời đi, được rời đi chỗ khác rồi. Giờ đi ra đi xa rồi, đi đi ở đâu Vậy lúc đó thì chồng của ngoại ở đâu? chết em bể hai rồi. Ở ông ấy làm truyền tin là ở trong trung đoàn là cái đêm đấy người ta đánh cái trung đoàn, người ta đánh cái truyền tin đấy cho nó đứt đường giao thông ấy, rồi là người ta hốt. Rồi con hiểu cái sự việc rồi.
Rồi bây giờ ngoại cho con biết cụ thể những người con của ngoại, đứa người con lớn là tên gì và sinh năm mấy, từng người một. Hoàng Văn Kiên, Hoàng Văn Kiên. Dạ, Hoàng Văn Kiên, anh Hoàng Văn Kiên là sinh năm mấy ngoại? Năm ba sáu lem. Năm 1 65. tiếng hả? 1 tiếng Dạ. bảy lem. Lem. Sáu lem rồi rồi. Rồi cái thằng đó. 65 là Hoàng Văn Kiên đúng không? Vâng. Dạ, 65, nhưng mà cái năm mà thất lạc đó là năm 72 ha bà ngoại. Bé hai. Rồi một con gái là sáu bé. Vậy là lúc đó Hoàng Thị Nga. anh Kiên mới được 7 tuổi. Anh Kiên là con trai lớn. Con trai lớn ha. Dạ, lúc đó mới được 7 tuổi. Ừ. Dạ, rồi tới Hoàng Thị Nga là Hoàng sinh năm Thị mấy? Nga là năm sáu bé. Dạ, rồi tới ai nữa? Rồi Hoàng Thị Duyên là năm sáu chín. Dạ. Rồi Hoàng Thị Liên á là năm bảy mốt. Dạ, trời ơi, vậy hả? Rồi Vậy đấy. vậy là lúc đó là con út của ngoại mới được có 1 tuổi. Nhà Vậy thì trong cái thời điểm mà ngoại đi giã gạo gì đó thì mấy mấy anh chị ở nhà thì ai chăm sóc? thì đó nhà với làng xóm với ai đâu xem xem xét. Vậy là đứa lớn chăm đứa nhỏ thôi. Dạ. Ơi, đứa lớn 7 tuổi mà đứa nhỏ mới được 1 tuổi, mà trong lúc đó thì lạc mẹ vậy rồi sao sao bây giờ sao trời? Rồi nghe là lên đấy là nghe là người ta nói là cái nhỏ đấy là dân tộc nó bắt nó nuôi. Đã là nghe đâu. À, nghe nói vậy. Nó nghe sao Dạ, có nghĩa là chị đâu. nghe thôi chứ không nhìn thấy đúng không? Chị nghe nói vậy thôi. Người ta Dạ. nói là cái đứa nhỏ là dân tộc nó bắt nó nuôi rồi. Còn mấy đứa lớn là đi đâu không biết. Dạ. Vậy thôi. Vậy ngoại ngoại cho con hỏi đó là cái lúc mà ngoại trở lại để tìm con của ngoại đó là cách cách cái khi mà máy bay hốt và ngoại đi là bao nhiêu năm thì ngoại mới trở lại được ở đó? Cỡ 3 tháng rồi. À, cả 3 tháng là ngoại trở về. Đường xá rồi giao thông được á mới mới đi. Dạ. Còn mấy lúc kia là không có đi được. Dạ. Ừ. Rồi khi khi trở về đó thì cái nhà đó có còn không? Đâu có là hết rồi, người ta phá hết rồi. Ồ, nhà cũng phá hết rồi. Rồi Thế rồi dạ, vậy rồi hàng xóm này kia còn ở đó không? còn một hai người à, thì người ta nói đứa nhỏ đấy là dân tộc nó bắt nó nuôi rồi, còn nó mấy đứa lớn là không có biết. Vậy thôi cho có rồi đâu. Vậy lúc đó cái cảm giác của ông ngoại làm sao? Thì buồn khép chứ giờ sao giờ. Thấy thương ha, thương bốn người con của ngoại quá. Lúc đó thấy bơ vơ quá ha. Đúng thiệt, điêu tàn quá thiệt, tội nghiệp. Hết, không còn cái gì hết. Chồng Dạ. con gì hết thì nhà cửa cũng hết. Rồi bà ngoại cho con biết lúc đó là nhà mình là ở thôn nào, xã nào, huyện nào? Tân Cảnh, khu vườn chuối, huyện Đắc Tô. Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Kon Tum chứ. tỉnh Kon Tum. Dạ, Đắc Tô Kon Tum. Dạ, rồi thì con cũng nắm được trên cái cơ bản rồi. Rồi hy vọng là câu chuyện này cũng sẽ được cộng đồng quan tâm chia sẻ cho ngoại kiếm lại được những người con của ngoại. Rằng Dạ, rồi chắc là sau này ngoại lấy chồng khác và cũng sinh con hả ngoại hả? yeah. Dạ, sau này ngoại được mấy đứa con? Có một đứa à. À, sau này chỉ có được một người con thôi. Dạ. Yeah. Rồi hiện tại thì ngoại đang ở tỉnh thành nào? Ở Sài Gòn. À, và ngoại về Sài Gòn, hiện tại Sài Gòn. Ở giờ ở đây. Ở đây Rồi. quê ở Quy Quê Bình Định. Nhơn, Quê Bình Bình Định, Định. Dạ. thôn Long Mỹ, Dạ. xã Rồi. An Mỹ, thôn Rồi. Long Mỹ gì đó. Rồi, con nắm được cái thông tin cơ bản rồi.
rồi con cập nhật, rồi có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho ngoại hay nha. Rồi chị ơi, Cảm ơn tương vị. chị có muốn bổ sung thêm điều gì không? Ngoại nói vậy đã đầy đủ chưa? Đủ rồi đấy. dạ 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 rồi à. Thì dạ ý là em đẹp cái chỗ mà má má nói là ở ở gia đình sống ở khu vườn chuối gần rạp hát thị trấn Đắc Tô tỉnh Tân đã Cảnh. Tân Cảnh đó, Tân Cảnh Đắc Tô đó anh Vĩ. Dạ Rồi cho nó rõ cụ thể chỗ đấy. Rồi nói chung dạ là hồi đó má đi giả gạo cho bộ đội rồi coi như con ở nhà đấy. dạ Dạ là máy bay dây càng nó mới đáp xuống nó mới xúc má với bao nhiêu người đó đi cho dạ nên con ở nhà. Dạ thì rồi con ở có gì nhà. dạ Rồi máy con ở nhà bay là nhà chứ mẹ ở trong núi á. Nói chung nhà dạ là lúc đó là ở trong núi á. Cho nó không ở ngoài nhà. Dạ cho nên là giờ nó cụ thể cho nó rõ để cho Tân Bỉ với hơi nhờ cộng đồng giúp đỡ để mà kiếm được cái thông tin nha giùm cho tiền với má. Dạ Dạ vậy là chị là cháu của ngoại hả? dạ bây giờ nói chung em là con, nói chung là Ồ, con Út. năm bé hai là coi như là má thất lạc con như ba, nói chung là ba trước chết xong rồi năm 75 á là má mới cũng như là già rồi còn có một mình á như như là má cũng như là kiếm con để hủ hỷ tuổi già. Bây giờ nói chung là má chỉ có mình em thôi. Dạ Rồi vậy cũng hạnh phúc rồi, có người con để mà chăm sóc khi tuổi già. dạ giờ nói Rồi chung là em cũng nhờ rồi Tấn Vĩ giúp với cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho em với má có gì hậu tạ 10 triệu. Dạ rồi rồi vị sẽ cập nhật, rồi có ai báo gì thì vị sẽ cho gia đình mình biết nha. dạ dạ Rồi em cảm ơn. vậy con chào ngoại nha. Dạ cảm ơn. Dạ 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 rồi dạ 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 em cảm ơn. dạ chị cho em biết tên của chị ha. Dạ em tên là Dương Thị Thu Dân. À chị Vân, chị Vân năm nay là nhiêu tuổi rồi chị Vân? Dạ em năm 53 tuổi, sinh năm 1969 đó cái gì. Ồ dạ chị lớn hơn em. Dạ Dạ rồi hôm nay chị Vân kết nối là để kiếm ai chị Vân ha? em kiếm kiếm ba và người anh. À ba và người anh. Rồi Dạ. vậy thì ba năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ ba khoảng 80 85 cái gì. À rồi còn người anh? Người anh thì sinh năm 1968 là 54 tuổi. Dạ 54 tuổi. Dạ rồi hồi đó thất lạc nhau trong trường hợp như thế nào chị? Và lúc ba lúc mẹ em mất có năm 73. Xong rồi ba lúc đó chắc là không biết trước năm 75 không biết khoảng 70 hay là 72 71 gì đó là ba dẫn anh đi là mất tích luôn từ đó luôn tới giờ. À vậy là hai cha con đi rồi mất tích tới nay luôn. Dạ giống như ba dẫn anh đi luôn. Dạ. Vậy là ra đi từ địa phương nào? Ở đảo Thạnh An, Cần Giờ. Ở Lúc Cần đó Giờ. ba ra đó làm việc ở đó. Chỉ làm việc ở đó chứ không phải là quê quán ở đó hả? Dạ không, ra Vậy làm việc. quê quán là ở đâu chị? Không biết, em không biết. Vậy là lúc lúc đó là chị sống với ai mà ba dẫn anh đi? Dạ năm 73 mẹ mất rồi rồi mẹ đem xác mẹ về quê ngoại ngoại nuôi em nhỏ lớn. À rồi vậy cho vị biết thông tin của người cha và người anh tên gì? Dạ cha tôi là Nguyễn Văn Cẩm. Nguyễn Văn Cẩm. À, dạ là mà chi khu trưởng đảo Thạnh An Cần Giờ, sĩ quan chi khu trưởng. Còn người anh Người anh là Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Văn sinh Cẩm. năm 68, 54 tuổi. Rồi em chỉ biết nhiêu đó thôi. Không có hình, không có gì hết. Và khi đi là năm 75 hả chị? Trước năm 75. Trước 75. Dạ. Dạ.
Và có nghi ngờ là quê cha là ở đâu và có nghi ngờ là dẫn đi đâu không? Dạ, em nghe được là nghe nói cha em là người người ở Hà Nội. À, người miền Bắc. Dạ, em không biết có về ngoài Bắc không hay là em không. Những À. thông tin này em cũng tìm được ở ở bà con ở đảo Thành An ở Cần Giờ đưa cho em biết với tấm hình mẹ em này kia đó là ở ngoài đảo cho em. À. Yeah. Rồi chỉ có hình của ba không? Dạ không. Chỉ có hình mẹ thôi. Không. Dạ. À. Rồi. Vậy thì cái thông tin của chị đó thì cũng nếu may mắn á, thì người cha đã còn khỏe, nhưng mà gọi là tính theo cái độ tuổi đó thì cái sự mà gọi là để mà kiếm được cha thì nó cũng hơi gọi là cái phần trăm nó không cao lắm, nhưng mà cái hy vọng là còn kiếm được anh cần á. Dạ. Rồi vậy thì vị cập nhật lên thì có ai báo tin gì thì vị sẽ cho chị hay ha. Dạ. Rồi, ok, vậy nha chị, thì chị có muốn trao đổi thêm điều gì không? Em chỉ với em nói cho tiếng biết là mẹ em tên là Dương Thị Rỉ, hồi xưa ở rằm nữ hộ sinh ở đảo Thạnh An Cần Giờ á, anh tiếng gì? À, Dương Thị Rỉ. Dạ. Rồi em lấy họ mẹ, trước 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 đó là em lấy họ ba là Nguyễn Thị Thu Dân. Xong rồi em về ngoại, em ngoại mới đo, sửa lại họ là họ mẹ. Rồi, ok chị, rồi em nắm được cái Dạ. thông tin cơ bản rồi. Nếu cô bác anh chị nào biết được thông tin về ba em và người anh của em thì em xin hậu tạ 1.000 đô. Bây giờ chị đang sống ở đâu? Dạ em ở sống ở bên Mỹ tiểu bang Texas anh Tấn Dị. Em nghĩ là ngày xưa hình như chị ba của chị cũng là lính Việt Nam Cộng hòa phải không Dạ, ta? sĩ quan chi khu trưởng đảo Thạnh An Cần Giờ. Vậy thì cái khả năng ba của chị qua Mỹ cũng có đó chị, nên là em nghĩ là Dạ. còn có một cái hình thức khác kiếm nữa là chị nên gửi ADN ở bên Mỹ á. Dạ. Chị nên gửi ADN bên Mỹ, có đôi khi là cha chị cũng cũng làm hình thức đó, rồi có cũng nhiều người kiếm được nhau qua cái hình thức mà xét nghiệm ADN đó chị. Dạ. Rồi vậy có ai báo gì em cho chị hay nha. Dạ. Rồi Vậy chào chị em nha. nhấn số điện thoại qua cho anh Tấn Dĩ ha. Ok chị, rồi chào Dạ, chị. cảm ơn anh Tấn Dĩ nhiều. Dạ, bye anh Tấn Dĩ.